Dạ. Dạ. TV256 xin mến chào quý bà con cô bác. Dạ, quý anh chị em thân mến. Dạ, chào bạn Phụng Nguyễn đã tham gia diễn đàn. Dạ, chào anh Huy. Hồi nãy đó TV256 có một cái livestream thì phải nói rằng là TV256 có chút xíu nóng giận. Thì hôm nay thì TV256 tắt cái livestream đó, và bây giờ là cái phần có thể gọi là cái phần tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị đã đến với diễn đàn TV256. Chào bạn Thiên Đường Chung. Dạ, chào bạn Dương Giang à. Vậy chào bạn Philip Nguyễn. Dạ, khỏe. Nhưng còn chúng ta chỉ còn có 13 phút nữa thôi là đến cái lúc mà đón giao thừa nha, đón giao thừa năm mới. Thì hồi nãy đó thì theo cái màn ảnh đó thì quý anh chị em biết rằng là có cái màn ảnh chữ như chỗ này nè, thì TV256 muốn kéo lên cho quý anh chị em xem nhé. Đã đảo Đảng Cộng sản Việt Nam thối nát. TV nhớ lại là cách đây 9 năm thì cũng vào mùa xuân, thì đây là cái bài viết mà quý anh chị em thấy đó là mừng Đảng mừng xuân đó. Thì bài viết này đó là của một cậu bé mới 16 tuổi thôi, mà bài viết này TV viết vào năm 2010, thì coi như là 9 năm rồi. Chín năm mà cái cậu bé đó chỉ có 16 tuổi thôi, mà cậu bé đó đã gửi cho TV256 những cái tấm hình. Thì khi nào mà TV256 mà viết bài đó thì cậu bé đó gửi cho TV những cái tấm hình để mà hỗ trợ cái bài viết của TV256. Thì đây thấy họ những tấm hình đây đó, quý anh chị em thấy trên màn ảnh đó, nên chúng ta thấy là hình Nguyễn Minh Triết nè, rồi Nguyễn Tấn Dũng, rồi gọi là núi liền núi, sông liền sông đó.
nè, đó những cái hình ảnh là đạp đạp đảng, đạp đảng mừng xuân, mừng đất nước. Tại vì đó cái câu mà nó rất là trịch thượng, trịch thượng của đảng đảng cộng sản đưa ra, đó là đưa ra cái khẩu hiệu gọi là mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước. Thành ra đó được bọn cộng sản nó coi cái đảng của chúng đó đứng trên cả mùa xuân của Thượng Đế. Thượng Đế tạo ra cho chúng ta mùa xuân, mà bây giờ đảng cộng sản nó đưa cái đảng nó lên trước cả mùa xuân rồi. Nó nói toàn dân Việt Nam là phải mừng đảng rồi mới đến mừng mừng xuân, rồi mới đến mừng đất nước dân tộc, rồi đứng sao chót. Quý chị em thấy đây là một cái điều mà trịch thượng, mình cần phải lên tiếng. Và hiện tại bây giờ sau 9 năm cũng như vậy, hoàn toàn nữa là không có thay đổi, vẫn một cái luận điệu cũ rích là mừng đảng. Khi mà anh nói cái chữ mà mừng đảng đó, mà trước cả mùa xuân của Thượng Đế, chứng tỏ là anh hết sai rồi. Anh nói là anh muốn đứng trên Thượng Đế là một cái điều rất là vô lý, một cái điều đó là mất dạy đó. Đó thì qua cái bài viết của TV 256, cái tựa đề là núi liền núi, sông liền sông. TV đọc sơ cho quý anh chị em thấy, hôm nay cậu bé 16 tuổi trong nước lại gửi một tấm hình nữa. Nhìn bức hình thoạt đầu ai cũng có thể mỉm cười vào gương mặt ngô ngô cái lỗ mũi của chủ tịch Nguyễn Minh Triết đang bằng chiếc áo có 3 nút, đại khái là như vậy. Thì ngay cái bài viết này đó đã nói lên là bọn giặc tàu á, là Ôn Gia Bả, Ôn Gia Bảo, là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, với những bàn tay cầm búa rừng, cầm dao để mà làm mặt máu rồi tuôn trào cho người dân Việt Nam như vậy. Thì từ cái bài viết này chúng ta thấy đó là cậu bé này đó, cậu đã biết rằng đó là giặc tàu đó đang xâm chiếm cái đất nước Việt Nam mình, mà cậu mới có 16 tuổi thôi vào năm 2010. Thì hôm nay đó là coi như là 2019, thì 9 năm sau thì cậu bé đã là 24 tuổi. Thấy không, đây là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào nè, rồi Nguyễn Tấn Dũng nè. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao một cậu bé chỉ mới 10 tuổi mà đã nhận thức ra được đất nước Việt Nam ta đang bị lệ thuộc bởi tàu cộng, rồi đưa ra những tâm tư suy nghĩ của chính mình bằng những hình ảnh biếm họa như thế này. Trong khi đó, những nhà cầm quyền như là Dũng Mạnh Triết lại là những tên chết nhát, hèn với giặc, ác với dân. Quả thật đúng như cụ Nguyễn Trãi đã từng nói. Đó, một cậu bé mà như vậy đó. Thì TV 256 nghĩ rằng là cái tương lai không xa, tương lai không xa. Hiện tại thì chúng ta thấy đất nước Venezuela là tổng thống Guaido đã lên để mà có thể thay thế tên độc tài Maduro. Độc tài Maduro họ chỉ có là quân đội họ hỗ trợ thôi, họ yểm trợ thôi, chứ sự thật ra người dân hoàn toàn gọi là tẩy chay cái Maduro. Tại vì Maduro đó, tên độc tài này nó làm đau khổ cho cái dân tộc Venezuela. Quý anh chị em nên nhớ là trên 3 triệu người dân Venezuela đã vượt biên ra khỏi cái lãnh thổ của mình, trở thành những người tị nạn chính trị.
trở thành những người nạn nhân của cái chế độ Maduro, một cái chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa giống như chế độ Việt Nam, một cái chế độ mà tàn độc mà Nguyễn Phú Trọng đang cai trị đất nước ta. Thì ngày hôm nay qua cái phần 1 mà TV nói về phần 1 TV 256 đó, nói về cái bài diễn văn của ông phó tổng thống Mike Pence. Thì Mike Pence nói rõ đó rằng là the fight for freedom đã bắt đầu, là cuộc chiến đấu đòi tự do tại nước Venezuela đã bắt đầu. Rồi TV 256 tin tưởng rằng là nước Mỹ đó sẽ đổ quân vào để mà bảo vệ cho cái nền dân chủ vừa mới ló dạng của nước Venezuela. Chúng ta không thể nào chấp nhận một cái tên độc tài mà đã làm trên 3 triệu người, trên 3 triệu người dân Venezuela đã bỏ nước ra đi, rồi làm cho cái đất nước Venezuela hiện tại bây giờ là bị đói ăn. Chúng ta không thể nào mà chấp nhận như thế được. Đâu phải là chỉ có 3 triệu người bỏ nước ra đi, mà tài sản quốc gia đang cạn kiệt nữa. Thành ra đó, không thể nào mà chấp nhận cái sự tồn tại của Maduro được. Và Mỹ với người phó tổng thống như vậy thì chắc chắn là Mỹ sẽ bảo vệ cho cái nền dân chủ của Guaido, tổng thống Guaido. Trong khi đó tổng thống Guaido là được trên gọi là gần 50 quốc gia công nhận. Thì cái sự mà sụp đổ thấy trước là nhà độc tài Maduro phải bị sụp đổ thôi. Ý dân là ý trời mà. Hàng triệu người đã biểu tình như vậy. Thì coi lại thì mình thấy Việt Nam mình cũng giống y chang như vậy thôi. Việt Nam mình đang bị đảng Cộng sản gọi là cai trị cái đất nước mình. Thì bây giờ chỉ có còn có vài phút nữa là đến giao thừa. Thì TV 256 biết rõ là mọi người đang tưởng cái mùa xuân sắp đến. Và mùa xuân sắp đến này đó, TV kính chúc mọi người được mọi sự vui vẻ, may mắn và được hạnh phúc khi thấy được toàn dân tộc mình thoát khỏi cái ách độc tài cộng sản. Chỉ có thoát khỏi cái ách độc tài cộng sản đó thì cái đất nước mình mới phát triển được thôi, không còn cách nào hết. Chỉ có cách duy nhất là phải giải tán cái đảng Cộng sản Việt Nam, vì cái tội ác của nó đối với dân tộc Việt Nam, vì cái tội mà phản quốc của những người cộng sản. Họ phản quốc đối với dân tộc Việt Nam. Thì hôm nay đó TV 256 nói thật là vào ngày Tết, ngày TV nguyền rủa cái đảng Cộng sản Việt Nam sớm sụp đổ cho cái dân tộc Việt Nam được tự do, dân chủ và phú cường. Đây là cái lời nguyền rủa đó. Chứ TV không có chúc tốt lành cho cái đảng Cộng sản Việt Nam được. Tại vì cái đảng Cộng sản Việt Nam nó đã gây ra quá nhiều tội ác với dân tộc Việt Nam. Và nó đang manh nha phản quốc, nó đang manh nha bán những phần lãnh thổ cho giặc Tàu. Thì không thể nào mà chúc tốt đẹp cho nó được.
và nó là thằng lại lộng ngôn với Thượng Đế khi mà đưa cái đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước cái mùa xuân của đất trời, của Thượng Đế đã lập nên, và nó còn đứng trước cả tổ quốc dân tộc nữa. Một cái đảng mà đứng trước tổ quốc dân tộc là một cái đảng phản quốc, mình phải khẳng định như vậy. Và năm mới bây giờ đúng 12 giờ giờ giao thừa, TV 256 gọi là nguyền rủa cái đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam phải bị sụp đổ, Đảng Việt Nam, Cộng sản Việt Nam phải bị giải tán vào năm 2019. TV nguyền rủa đúng ngay giờ phút lịch sử 12 giờ bước qua năm mới ngay giao thừa. Đó, TV cũng chuẩn bị đúng 12 giờ để mà đưa lên cái lời nguyền rủa đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và mong rằng bà con xuống đường để mà giật sập cái Đảng Cộng sản Việt Nam, giật sập cái chế độ tàn ác với dân tộc Việt Nam. Một phút đã trôi qua sau khi giao thừa, thì đó là cái lời ước nguyện của TV 256, và đúng là cái lời mà nguyên rủa của TV 256. Để dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái cảnh độc tài và được sống trong thanh bình và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Dạ, TV xin mến chào tất cả quý anh chị em.